Chiều ngày 10 tháng 9, liên quan đến vụ tiêm vaccine nhờ ông Anh ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho hay, thanh tra quận trong chiều nay sẽ có báo cáo kết quả xác minh. Ngày mai 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận sẽ có hướng xử lý đối với cán bộ vi phạm và thông tin báo chí, ông Ánh nói. Theo ông Ánh, quận Ninh Kiều có chủ trương tiêm vaccine cho người nhà cán bộ làm công tác truy vết, phòng chống dịch bệnh nhằm giúp cho cán bộ an tâm thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, những người được tiêm phải là người ở cùng trong nhà, có tiếp xúc hàng ngày với người tham gia chống dịch. Theo như Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú nói thì cô LH là người thân, nhưng nghe ông ngoại nói lại rõ ràng là sai rồi. Chủ trương tiêm vaccine cho người nhà cán bộ tuyến đầu là nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm, vì cán bộ thực hiện nhiệm vụ rất dễ thành F1, F2. Nhưng chỉ những người ở chung nhà hoặc phải chứng minh được có tương tác qua lại hàng ngày với cán bộ làm nhiệm vụ mới được tiêm, ông Ánh giải thích thêm. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, vụ việc cô gái tên LH được tiêm 2 mũi vaccine ở phường An Phú là sai, nhưng phải xác minh lại theo trình tự thủ tục xử lý cán bộ. Ông Ánh cũng cho biết chỉ xác định vụ sai đối tượng tiêm vaccine, không tìm hiểu xác minh thêm nhân thân của người được tiêm. Cô này làm nghề gì hay là con ai, mình không quan tâm chuyện đó, mình chỉ biết cán bộ sai ở điểm nào để xử lý. Truy thêm nhân thân cô gái này cũng đâu làm tăng thêm hay giảm nhẹ cho người vi phạm, ông Ánh nói. Trước đó, một tài khoản Facebook tên LH đăng trên dòng trạng thái với nội dung đã đủ 2 mũi vững tâm. Ngay trong phần bình luận, nhiều bạn bè của người này đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và thắc mắc vì sao cô được tiêm 2 mũi loại Pfizer. Trả lời bình luận một người bạn, cô LH lý giải nguyên nhân được tiêm là tôi xin ông anh. Ngay sau khi hay tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã chỉ đạo thanh tra quận xác minh làm rõ vụ việc. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.